Thưa quý khán giả, Cần Thơ là một trong những địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá cao về tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch. Tuy nhiên, cũng như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động du lịch thành phố đang phải đối diện với nhiều vấn đề do biến đổi khí hậu. Những năm qua, ngành du lịch Cần Thơ đã nỗ lực khắc phục khó khăn để đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đó là nội dung chính của chương trình hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu nêu rõ phát triển dịch vụ du lịch dựa trên tiềm năng, lợi thế về đặc điểm tự nhiên, sinh thái, văn hóa, con người với hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại hình du lịch miệt vườn, du lịch sông nước, du lịch sinh thái gắn với các khu bảo tồn thiên nhiên. Những năm gần đây, ngành du lịch Cần Thơ đã hướng đến những giải pháp lâu dài và bền vững, phát huy cao nhất thế mạnh của địa phương. Trong những giải pháp của du lịch ở Cần Thơ, trước tiên phải nói đến du lịch sinh thái miệt vườn do các hộ gia đình nông dân kết hợp với ngành du lịch địa phương tổ chức từ nhiều năm qua. Đắm mình trong cảnh sắc miệt vườn, du khách còn được thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái cây Nam Bộ. Vườn cây của nhà nông Phong Điền, Ô Môn, Thốt Nốt sẽ làm du khách tạm quên đi những nặng nhọc lo toan của cuộc sống. Đầu chỉ biết gắn bó với vườn cây, con rạch, người dân miệt vườn Cần Thơ còn sẵn lòng giới thiệu đến khách phương xa những món ăn đậm đà hương vị đồng quê, dù đơn sơ nhưng không kém phần hấp dẫn. Tham gia du lịch, hưởng lợi từ du lịch nên hơn ai hết, cộng đồng người dân miệt vườn trân trọng và gìn giữ cảnh quan thiên nhiên trước những tác động bất lợi của thời tiết, khí hậu, môi trường. Thu nhập từ du lịch đã góp phần làm cho miệt vườn của Cần Thơ luôn giữ được màu xanh như hôm nay. Theo ghi nhận của ngành du lịch, những năm gần đây, khi du lịch của vùng đất Tây Đô phát triển mạnh từ sự vào cuộc của nhiều doanh nghiệp lớn, thì tác động của biến đổi khí hậu ngày càng tăng. Điều này đòi hỏi cơ quan quản lý, cộng đồng người dân và các doanh nghiệp của Cần Thơ nhận diện, đo lường và dự báo những kịch bản ứng phó tác động biến đổi khí hậu trong chiến lược phát triển theo hướng bền vững. Khu nghỉ dưỡng Cần Thơ Eco Resort có tổng diện tích gần 20 hecta thì có đến 15 hecta là diện tích vườn cây ăn trái, nông trại, vui chơi. Bên cạnh không gian nghỉ dưỡng, nơi này tập trung khai thác các hoạt động trải nghiệm như tham quan vườn trái cây, trồng rau, thu hoạch nông sản. Nắng nóng, người đông, nhưng không gian xanh sẽ giúp du khách quên đi cảm giác ngột ngạt, oi bức. Nói chung là nguyên tuần rồi đi làm ngột ngạt quá, nhiều khi mình phải dành một thời gian cuối tuần đó, mình đi đến những nơi mà nó gần gũi, nó mát mẻ, thoải mái thì con người tinh thần nó cũng sẽ thoải mái hơn. Mà quan trọng là để có những cái nơi rộng rãi để cho mấy bé không mát để bé khám phá vui chơi buổi cuối tuần. Khu du lịch ở đây là nó cây xanh nhiều, không khí thì nó thoáng đãng, có cái khung cảnh tự nhiên, có sông, có hồ, có cây cối, các con thú cá đồ này kia, nó cho trẻ em nó cũng dễ tham quan nữa. Có thể nói mô hình du lịch xanh thích ứng biến đổi khí hậu đã thúc đẩy các doanh nghiệp luôn đổi mới, hướng tới sự phát triển bền vững. Chính những lợi ích từ du lịch làm cho các doanh nghiệp du lịch Cần Thơ có trách nhiệm gìn giữ màu xanh, bảo vệ môi trường. Với tình hình biến đổi khí hậu như hiện tại, chúng tôi thì cũng ngay từ ban đầu thì chúng tôi xây dựng dựa trên cái tiêu chí là du lịch bền vững, du lịch xanh. Thì hiện tại chúng tôi đã theo đúng cái lộ trình là chúng tôi vẫn giữ cái không gian xanh và chúng tôi là tận dụng những cái tài nguyên đất hiện có với lại tài nguyên cây xanh hiện có, và chúng tôi đang bổ sung thêm một số cái cây xanh, và nói chung là tiêu chí của chúng tôi là giữ cái môi trường xanh và cái không gian tự nhiên. Về đầu tư xây dựng thì chúng tôi cũng hạn chế với vấn đề gọi là bê tông hóa. Mô hình du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu góp phần giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, đảm bảo hài hòa tương tác giữa khai thác phát triển du lịch với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Mô hình ấy trực tiếp nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng nhận biết, thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu của đội ngũ cán bộ quản lý, người lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch. Chính sự vất vả, lo toan để giữ cho mỗi vườn cây thêm xanh tươi, để giảm bớt cái nắng gay gắt của mùa hè, cũng là sự hấp dẫn và tác động tích cực đến nhận thức của du khách. Nhiều chuyên gia cho rằng, để thích ứng với biến đổi khí hậu, việc xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch cần được triển khai theo hướng hạ tầng xanh gắn với kinh tế tuần hoàn. Có không ít doanh nghiệp du lịch ở Cần Thơ áp dụng kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, trong các hoạt động thường ngày. Mọi người cùng nhau tận dụng những trái cây phế phẩm làm thức ăn cho thú nuôi. Thế rồi chất thải của chu trình chăn nuôi được ủ làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Cách làm ấy vừa tăng hiệu quả kinh tế, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Mô hình du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu ở Cần Thơ thường áp dụng các giải pháp thân thiện với môi trường như sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nước, xử lý rác thải. Những năm qua, Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn đã triển khai mô hình nói không với rác thải nhựa. Các bạn trẻ trong hợp tác xã thường xuyên tổ chức thu gom rác thải, vừa dọn dưới lòng sông, vừa dọn trên đường. Họ còn kết một chiếc thuyền bằng hơn 2.500 chai nhựa đã qua sử dụng để tuyên truyền cho mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ lại phong cảnh yên bình, hoang sơ của điểm du lịch nổi tiếng này. Du lịch sinh thái bền vững gắn với nông nghiệp phải hướng tới những tiêu chí tiết kiệm đầu tư qua việc sử dụng nguyên liệu tại chỗ, thân thiện với môi trường. Tùy theo mặt hàng mà các điểm du lịch sử dụng sản phẩm phù hợp như lá chuối, lá sen dùng để gói bánh, ly túi giấy, ống hút làm từ bột. Các vật dụng truyền thống đã trở nên quen thuộc với du khách. Cách làm ấy vừa mang lại sự trải nghiệm mới lạ mà lại gần gũi thân quen, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Du lịch thích ứng biến đổi khí hậu sẽ góp phần cải thiện môi trường sinh thái, phục dựng cảnh quan tự nhiên. Du khách sẽ được trải nghiệm tìm hiểu văn hóa bản địa theo cách thuần tự nhiên, có lợi cho sức khỏe. Việc khám phá những vùng đất, loài cây, sinh vật đặc trưng sẽ giúp du khách tiếp cận để tìm hiểu cuộc sống thích ứng biến đổi khí hậu của người dân và doanh nghiệp. Cái bước chuyển mình này nó dựa trên cái lợi thế tự nhiên và gắn với cái yêu cầu là thích ứng thì nó làm phong phú thêm những cái sản phẩm du lịch và nó tăng thêm cái giá trị, cái sức hấp dẫn của cái sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm. Thứ hai là những cái mô hình mà phát triển du lịch gắn với cái thích ứng biến đổi khí hậu và thể hiện cái trách nhiệm của cộng đồng, của bảo vệ môi trường đó, nó góp phần tạo giáo dục cái ý thức của người dân, của thế hệ trẻ. Không chỉ là du lịch, không chỉ là một cái sản phẩm để hưởng thụ mà nó còn gắn với cái sự phát triển bền vững. Dù chỉ mới bước đầu phát triển, các mô hình du lịch thích ứng biến đổi khí hậu ở Cần Thơ đã cho thấy đây là hướng đi mới, tạo ra những sản phẩm du lịch có giá trị nhân văn, đồng thời góp phần tối đa hóa lợi ích cho cộng đồng địa phương một cách bền vững. Tuy nhiên, phát triển mô hình du lịch thích ứng biến đổi khí hậu vẫn cần một quá trình nghiên cứu, định hướng, triển khai lâu dài và đồng bộ để đạt được những kết quả như mong muốn. Để phát triển cái ngành du lịch trong thời gian tới thì phải vượt qua hai cái điểm nghẽn trước mắt. Đó là một là cái tính lẻ mẻ, cái tính tự phát của những cái mô hình du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu cần phải được tập trung lại thành một cái chương trình phát triển cấp vùng. Vấn đề thứ hai là cần có cái sự hỗ trợ về nguồn lực tài chính, về đầu tư, về công nghệ để kết nối thành một cái chuỗi nó nâng cao cái giá trị của ngành này. Xu hướng chung của thế giới là khi mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì người ta muốn quay về với thiên nhiên, và đấy là những cái mà Đồng bằng Sông Cửu Long chúng ta cũng cần phải quan tâm. Một cái thứ hai nữa là dù các địa phương khai thác du lịch như nào thì cũng nên là phối hợp với nhau để tạo ra một cái thương hiệu chung, tức là cái Đồng bằng Sông Cửu Long, hạ lưu của sông Mekong. Phát triển mô hình du lịch thích ứng biến đổi khí hậu là giải pháp duy nhất và bền vững để phát huy cao nhất thế mạnh của địa phương, duy trì đa dạng sinh học của miệt vườn sông nước. Và chính những mô hình du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ góp phần quan trọng làm cho ngành công nghiệp không khói trở thành mũi nhọn trong sự phát triển của Cần Thơ, cũng như cả vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý khán giả, nước ta có đến 70% dân số sống ở nông thôn và truyền thống văn hóa in đậm dấu ấn của nền sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, các sản phẩm du lịch sinh thái liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng thể hoạt động của ngành du lịch. Phần cuối chương trình, mời quý khán giả cùng đến thăm một mô hình du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp ở thành phố Cần Thơ. Đã quá quen thuộc với những khối nhà bê tông đồ sộ, những con đường nhộn nhịp tàu xe. Ai mà không muốn có những giây phút êm đềm để hít thở không khí trong lành, để hòa mình với thiên nhiên quang sơ mà tĩnh lặng. Nằm trong khu vực nông trường Sông Hậu, khu sinh thái Sông Hậu Farm là một trong những điểm thực hiện mô hình du lịch nông nghiệp theo chương trình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn của huyện Cờ Đỏ. Cũng dựa trên cái hiện trạng cũ, mình ít tác động, nhưng mà mình quy hoạch lại thành những cái hệ thống ao bờ. Đó, mình trồng trên 30 loại cây trồng các loại. Tuy rằng cái khu sinh thái Sông Hậu Farm có diện tích lớn, 14 hectare, nhưng mà chúng tôi hạn chế tối đa cái bê tông hóa. Thay vào đó là chúng tôi sử dụng vật liệu là tre nứa lá để nó gần gũi hòa vào thiên nhiên. Sông Hậu Farm đã tận dụng những thế mạnh về nông nghiệp sẵn có của nông trường để xây dựng một không gian và những trải nghiệm nông nghiệp chân thực cho du khách. Những vườn cây là thành phần không thể thiếu của du lịch nông nghiệp và vườn nho này luôn tạo hứng thú cho du khách. Đến đây, ai mà không thêm yêu động vật, quý trọng cỏ cây. Không chỉ dạo chơi trong những vườn cây rợp bóng, du khách còn có thể tự tay hái trái thưởng thức. Khu sinh thái Sông Hậu Farm có 7 hectare trồng cây ăn trái với khoảng 20 loại cây khác nhau, phục vụ du khách quanh năm như ổi, mận, táo, sơ ri. Để duy trì hoạt động nông nghiệp cũng như bảo tồn các phương thức canh tác truyền thống của địa phương trước tác động xấu của nguồn nước, nhiệt độ, Sông Hậu Farm đã ứng dụng công nghệ tưới phun tiết kiệm. Mọi người đã bỏ biết bao công sức để gây dựng vườn cây, chăm chút để cây đơm qua, để có đàn ông cho đời mật ngọt. Vào mỗi mùa hè nắng nóng, các điểm đến như thế này càng được khách ưu tiên lựa chọn. Lần đầu tiên tới đây thì cũng rất là vui, cũng rất là hăng say, hăng hái. Vườn trái cây thì bao la, đa dạng các loại trái cây luôn. Thì không khí thì mát mẻ, cây cối thì tươi xanh lắm, cũng không khí trong lành. Và vệ sinh, đặc biệt vệ sinh rất là sạch sẽ, không khí mát mẻ trong lành và cái không gian, cái không khí của mình nó ôn hòa lắm. Một trong những điểm nhấn là du khách được tham quan vườn tràm 2 hectare với hơn 500.000 cây tràm lớn nhỏ. Với không gian xanh, không khí trong lành, sự phong phú của các loài động thực vật, nơi đây hứa hẹn trở thành khu bảo tồn các loài chim, cò hoang dã và các loài cá đồng đặc trưng của vùng đất ngập nước. Một cảnh sắc khá đặc biệt trong các điểm du lịch sinh thái ở Cần Thơ. Thu hoạch và chế biến các sản phẩm nông nghiệp cũng là trải nghiệm thú vị. Ẩm thực được chế biến tại đây cũng chính là các sản vật mộc mạc của miếng vườn, mảnh ruộng quê nhà. Những hình ảnh, những sản vật quen thuộc của miền Tây đã được gây dựng để trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng mà bền vững trước biến đổi khí hậu. Lan tỏa sức sống của thiên nhiên là điều mà Sông Hậu Farm vẫn đang từng ngày thực hiện. Dù còn phải tiếp tục đầu tư nhiều hạng mục mới để có những sản phẩm du lịch hoàn thiện hơn, nhưng khu sinh thái Sông Hậu Farm đã có thành công bước đầu khá ấn tượng. Đổi mới sản phẩm du lịch và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, hướng đi cần thiết để hấp dẫn khách phương xa. Và mô hình du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu của khu sinh thái Sông Hậu Farm xứng đáng là điển hình của huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Thưa quý khán giả, du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu vừa là mục tiêu, vừa là xu hướng trong du lịch của tương lai. Những cách làm của Cần Thơ, những khó khăn, vướng mắc, những định hướng của Cần Thơ trong hoạt động du lịch cũng là bài học quý cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đến đây chương trình biến đổi khí hậu hôm nay sẽ được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.